anh em mình gửi lồng máy anh qua anh em mà thích thì inbox mình gửi cho. Đó. Gửi lồng máy Innova hồi 22 gửi bao sạch luôn. Đây là chưa rửa nè. Đây. Gửi lồng máy lên Innova là bao sạch luôn. Cái chục cái tay luôn là làm mấy 30 giây liền. Đây mình tẩy rửa bằng này, mình không tẩy bằng hóa chất nha. Mình chỉ tẩy cho Sumo thôi. Mình quảng cáo Sumo luôn. À, Sumo là tẩy đồ gia dụng nè, mình đem mình tẩy xe luôn. Tẩy lồng máy. Con máy cũng được. Tẩy nhôm rồi sạch bông. Mà tẩy bằng cái này là nó không có sợ bị ố nhôm này kia nha. Một lồng máy này mình rửa chừng nửa chai này hoặc một chai hơn một chai thôi là bao sạch luôn. Động cơ 1TG Innova đời 2012. Nắp cái bô mà tẩy mà nó ra sạch bông luôn, sình ra luôn. À, rửa đây thấy không, đồ đựng lọc gió nè, cái này là cái bô e nha, nó sạch sạch tươi luôn. Tẩy kia ra có mấy bác rửa kỹ quá, ra của chúng em rửa không bao giờ tháo cái này ra. Có bác rửa kỹ quá không ai tháo ra hả? Rửa là bao sạch luôn. Ra bác đâu hàng tới nhiều cái đồng máy đó, đầu ngủ ra nè, đông lắm, cái chục bàn tay rửa một cái lồng máy. Còn máy rửa lồng máy này người ta rửa mấy tiếng, này chỉ rửa chỉ trên vòng một tiếng đồng hồ thôi là bao sạch luôn. À, thấy đội bàn tay kinh hồn chưa, chọt 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 đẩy vào nhất đây. Đây cái này bố em đã rửa sạch sẽ nha, đây nó bóng như tôm tươi luôn. Này mình rửa mình không cần dịch cho bóng gì nha. Nhiều anh em rửa xịt bích quang này kia cho nó biến đen á ra sạch, còn mình đây mình rửa không còn xịt bích quang luôn. Này nước thì nó đen rồi, anh em không tin chứ. Cái này thì đã khô rồi nha nè. Đó.
này nó khô rồi nha, mà nó vẫn đen không có bị mốc đó, từ trong ngoài luôn, anh em thấy nó mốc không đó. Mà này nó đã khô rồi nha mà không mốc đó. Còn cái rửa trước là sẽ bị mốc nha. Và mình rửa này cực hơi lâu chút. Mình đây mình quá rửa, mình bỏ lên đây cho nó khô. Nó khô đi, trắng lại. Đây là còn cái miếng gió nè. Anh em nhiều anh em rửa tại nhà là rửa đây trên đây gây rửa bình thường nha. À, mà trong đây anh em ẩn cái xịt gió hoặc nước cho vô đây. Vô lỗ này nè. Đó. Rửa trên đây được, rửa con này được, rửa được không sao, mà rửa trong đây thôi. Nước chung vô đây là sẽ hư con này, còn miếng gió này nha. Còn khỏi gió vô là nó sẽ đứt. Còn anh em như gửi bỏ máy hết, không bị gì hết. Bên tôi luôn. Thịt gái 18 luôn. Mấy cái mọc điện rồi á, ra thì khỏi ra ten, khỏi gáo hết luôn. Cái mọc điện này nè. Khô điện hết rồi cho nó bị khỏi ten á, mọc nào ấy mình thuộc luồn mồ hôi mình thổi khỏe. Mạnh lên, dễ mạnh luôn, win lên, có thổi từng cây luôn. Thổi luôn, thổi luôn. Còn chỉnh nha anh em. Giờ giao xe lấy tiền thôi, tập như tâm tươi luôn. Xe này vậy là được rồi. Rồi mình test thử rồi nó coi nó nổ không nha anh em, là nó không nổ. À, nổ rồi nó có bị giật gì không? Ồ, quạt bay nước luôn. Này mình mới nổ nha, tại vì nổ là ga tí sẽ cao. Đó, rồi một xíu là nó sẽ xuống là 1.000. Nó xuống lại 1.000 nha anh em thấy không? Rồi, đạp
bờ bình thường nha, đạp là lên thôi. Ti cũng chuẩn luôn, không giật không gì hết. Đường số đâu cũng nằm im ru nè, không nhích luôn, không có lỗi gì hết. Rồi